Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình bắt đầu livestream cho các bạn một cái chủ đề rất là quan trọng. Buổi cuối tuần nên chúng ta nói về một cái chủ đề nó liên quan đến gia đình một chút xíu. Thay vì chủ đề phát triển bản thân, chủ đề kinh doanh như những buổi livestream trước. Thường thường livestream thì mình ít nói về chủ đề kinh doanh, chủ yếu là mình nói về cái chủ đề phát triển bản thân, chủ đề gia đình. Và tối hôm nay là mình livestream mà nói về cái chủ đề gia đình. Và bây giờ chúng ta chương trình mới có bắt đầu, nên bây giờ các bạn hãy chào nhau, giới thiệu nhau, làm quen với nhau. Và buổi tối, một buổi tối rất là tuyệt vời, mình mới vừa đứng lớp mình mới vừa đứng lớp cả một ngày. Hôm nay từ 9 giờ sáng mình mới vừa về luôn. Lớp các bạn đang đi thực tập. Ngày hôm nay là cái chương trình marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ, và các bạn đang đi thực tập ở các cái doanh nghiệp của Việt Nam, đang đi khảo sát. Thì trong thời gian này thì mình về tới hơn 9 giờ rưỡi các bạn mới xong, và các bạn mới về nhà. Và ngày mai các bạn sẽ có một ngày tiếp trong cái chương trình marketing. Và hôm nay là mình chia sẻ bằng cái chủ đề nó liên quan đến cái gia đình. Và tối hôm nay mà bạn nào dành cái thời gian nghe cái điều này, có lẽ bạn sẽ thay đổi rất là nhiều về cái góc nhìn của các bạn. Và chương trình mới bắt đầu, mới có một phút thôi. Bây giờ chúng ta hãy chào nhau, kết nối với nhau qua cả hai kênh luôn, kênh Facebook và kênh YouTube. Thứ nhất là các bạn giới thiệu họ, tên của các bạn, các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì, ngành nghề gì, ở đâu, để các bạn như thế nào để chúng ta kết nối, chúng ta làm quen với nhau. Cái thứ hai là các bạn nhớ giới thiệu là các bạn đang ở tỉnh nào, khu vực nào, để mọi người cùng biết và kết nối với nhau luôn. Thông qua xem livestream này, chúng ta tăng cái khả năng kiến thức, tăng tầm nhìn, chúng ta lại biết với nhau. Và cái thứ ba là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để chúng ta có gì chúng ta được dịp nghe lại lần nữa, sau này Facebook nó nhắc về các bạn. Bạn thích trồng lan, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có cơ hội như thế nào nghe lại, có những bạn, bạn Hoàng Nguyễn Văn ở Đức Linh Bình Thuận tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cơ hội nghe lại, và bạn bè chúng ta nó cùng nghe lại để chúng ta kết nối với nhau. Mình cũng dành cái buổi tối cuối tuần để tâm sự các bạn về những cái điều nó liên quan tới gia đình. Một ngày đứng lớp, bạn Nguyễn Khắc Kiệt sau ngày nay không thấy bạn đi học nhỉ? Một ngày đứng lớp, ok chưa? Từ 9 giờ sáng cho tới giờ mình vẫn cứ năng lượng và về nhà vẫn cứ livestream cho các bạn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào chủ đề đi. Bạn ở Bắc Ninh, Bình Thuận tuyệt vời. Bạn thì ở Tây Ninh tuyệt vời. Bạn nào ở nơi nào thì các bạn hãy như thế nào hãy giới thiệu về các bạn. Thỉnh thoảng mình có các cái khách hàng của mình, các cái bạn học viên của mình, những cái người phát triển, họ rất là giàu có các bạn. Họ đi đến gặp mình, họ đi bằng xe con, họ đi bằng những cái phương tiện rất là sang trọng, họ rất có điều kiện tuy nhiên những cái câu chuyện mà họ chia sẻ với mình rằng là em đạt về tài chính rất là tốt, em có cái công việc rất là tốt, em có cuộc sống rất là tuyệt vời. Tuy nhiên hiện tại thì em gặp vấn đề về gia đình. Có người nói rằng là em đã đánh mất gia đình của mình. Có người nói rằng là gia đình của em nó sẽ không được tốt. Có người nói rằng là em thành công về mặt tiền bạc, nhưng mà những cái đứa con của em thì nó như thế nào những đứa con của em thì nó không có ngoan, nó không nghe lời em. Có người thì nói là bị vợ bỏ, có người thì bị chồng bỏ, ok chưa? Có người thì con em nó rất là hư, nó không có nhìn nhận em, nó xem em không phải là cái người bố của nó .. rất là nhiều cái câu chuyện mà mình chứng kiến nó như vậy. Vậy thì bạn sống ở đời này để làm gì? Bạn sống ở đời này làm gì khi mà bạn có tiền, có doanh nghiệp lao ra làm, nhưng mà chừng cuối cùng thì sao các bạn ơi? Cuối cùng thì sao? Bạn không có được gia đình. Bạn không có được cái gia đình tốt.
Em có ba con rồi, đang nghe thầy rất là chăm chú. Ok, bạn Hana, sao bạn không học lên nữa để bạn làm cho nó ra ngô ra khoai bạn nhỉ? Bạn có nhận ra điều, bạn có nhận ra cái điều mình đặt cái vấn đề cho bạn không ạ? Nếu mà các bạn nhận ra vấn đề này thì một yêu cầu đầu tiên là mình phải nói các bạn là chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, để các bạn nghe đi nghe lại, bởi vì cái chủ đề hôm nay nó liên quan tới cái vấn đề rất là quan trọng trong cuộc sống. Vậy thì có hai điều nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống này. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái gia đình rất là tuyệt vời, và cái điều thứ hai đó là chúng ta cần phải có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời, và nếu có thêm điều nữa thì chúng ta cần phải có một cái tài chính rất là tuyệt vời. Vậy thì để chúng ta kinh doanh làm cái gì? Ok chưa? Các bạn có đặt gia đình là ưu tiên lên hàng đầu không ạ? Các bạn comment xuống đi. Các bạn nói là tôi đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu. Bởi vì tất cả chúng ta làm, mọi công việc chúng ta làm đều để làm gì ạ? Phục vụ gia đình của chúng ta. Bởi vì chúng ta đi vùng vẫy ở đâu, chúng ta có ăn to nó lớn tới đâu, chúng ta có như thế nào làm mạnh mẽ như thế nào, thì cuối cùng một cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải về, đó là chúng ta về với gia đình của mình, nơi gia đình làm cái nơi để chúng ta về. Nếu mà chúng ta không có nơi để chúng ta về, hoặc là cái chỗ về đó nó có một cái vấn đề gì đó mà bạn cảm giác nó không hài lòng, bạn không vui, thì bạn còn gì nữa trên cái đời này? Bạn còn sống được cái gì nữa? Bạn đạt được ước mơ là bạn đạt được ước mơ gì? Và nếu ai đã có gia đình rồi, có con rồi, thì một cái điều gì tiếp theo nữa một cái tuyệt vời nhất là chúng ta trở thành những người bố, những người mẹ tuyệt vời của những đứa con của mình. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì làm gì để chúng ta trở thành một người bố, người mẹ rất là đặc biệt với đứa con của mình? Làm gì? Ngày hôm nay mình đứng lớp, chào bạn Ngân Hoàng. Ngày hôm nay mình đứng lớp, mình rất là vui khi mình nghe một bạn doanh nhân ở Biên Hòa, bạn từ Biên Hòa bạn lên đây bạn học, và bạn nói bạn chở theo đứa con gái bạn là 11 tuổi. Lớp trước là bạn đi học, bạn đã chở theo đứa gái rồi, rồi kỳ này bạn lại chở theo bé tiếp 11 tuổi. Bạn nói là cái lần trước đó nữa bạn đi học cái lớp của mình, thì mình có chia sẻ rằng là chúng ta không được la con cái của mình, hãy giảng giải cho con cái, hãy chia sẻ những cái điều tuyệt vời cho con cái, hãy làm một người bố đỡ đầu cho con cái của mình. Chúng ta không có được la, không phải hơi chút là cứ la con của mình. Và bạn rất là tuyệt vời, bạn về bạn ngộ ra điều đó và bạn nói là em không la con nữa, em không la con của em nữa. Và em nói chuyện với bé nhiều hơn, em phân tích với bé nhiều hơn, em chia sẻ với bé nhiều hơn, thì rất là tuyệt vời. Chào bạn Chính Minh Cung Tây Sơn. Thì rất là tuyệt vời ở một cái chỗ là bạn mới nói là lúc xưa con em nó rất là sợ em, khi em về nó ít nói chuyện với em lắm, nó hay ngồi ở một cái góc nào đó, nó xem laptop, nó xem điện thoại. Nhưng mà bắt đầu từ lúc về, bạn nó mới có hơn 3-4 tuần nay thôi, bạn nói chuyện với con nhiều hơn, em tâm sự nó nhiều hơn, em không la, em giải thích cho nó, thì rất là tuyệt vời. Bé đỡ xem laptop hơn, bé sẵn sàng nói chuyện với em nhiều hơn, bé tâm sự với em nhiều hơn. Và cụ thể cái tuần trước bạn kêu bạn lên đây bạn học, và bạn chở con đi học, và bạn lái xe đằng trước, con ngồi đằng sau, và tâm sự với nhau, hai bố con nói chuyện với nhau, và rất là tuyệt vời. Bé nó đi cả một ngày về, hai ngày nó ngồi với bố về, nó kêu nó hơi mệt, nhưng mà nó thích đi như vậy, nó thích đi với bố. Và bạn nói với tối hôm qua thôi, bạn hỏi bé rằng là ngày nay con có đi học với bố nữa không? Chào bạn Lê Diệp. Thì bé nó nói là nó đi học, và bạn nói là tối hôm qua là cả gia đình đi ngủ sớm, 9 giờ rưỡi là ngủ rồi. Bạn nói là bình thường bé nó tới 11 giờ đêm nó mới ngủ, mà tối qua nó ngủ sớm, rồi sáng ngày nó thức dậy sớm, và cả bố con đã đi học cả một ngày hôm nay. Các bạn thấy
tuyệt vời không ạ? Cái tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là chúng ta trở thành người bố và người mẹ vô cùng đặc biệt với đứa con của mình. Đằng nào thì chúng ta lớn lên chúng ta cũng phải có gia đình thôi. Và khi chúng ta có gia đình rồi thì chúng ta hãy trở thành một người vô cùng đặc biệt với những người con của mình. Các bạn nào hiểu ra điều nào? Chúng ta kinh doanh, chúng ta làm kiếm tiền, chúng ta làm cái gì cũng vậy. Chúng ta phải gì à? Phải có được người bố, người mẹ với tuyệt vời đứa con của mình. Bạn Nam Trần, em phải nở thầy, mới đứng lớp 11-2 tiếng giờ về nhà lại like, em phải học hỏi thầy. Đúng rồi Nam ơi, đã không làm việc thì thôi em. Mình làm việc là mình phải làm tới nơi Nam ơi. Nam đồng ý không ạ? Đi chơi thì đi chơi, nhưng mà về làm là chúng ta phải làm việc. Chúng ta không có làm giờ dở hơi được em. Em còn trẻ và em luyện ra được cái tính cách này thì em sẽ đi nhanh hơn cái thế hệ của mình rất là nhiều. Vậy thì các bạn nên nhớ rằng là khi mà chúng ta có con, mình đã có con rồi nên mình biết con trẻ nó lớn nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bé nó sẽ lớn rất là nhanh. Mình có một đứa con gái, ok chưa? Mới ngày nào các bạn chứng kiến bé nó nằm trong nôi, cái đầu tóc không là tóc, mỗi ngày nào chứng kiến bé ngồi trong nôi. Mà bây giờ thoáng một cái như thế nào bé nó đã lớn, nó trưởng thành rồi. Mới ngày nào nó bập bẹ, nó tập đi, nó chập chững từng bước đi một, thì bây giờ con chúng ta nó đã trưởng thành rồi, nó đã có cái cách suy nghĩ của nó có cái triết lý của nó có cái cách đi của nó. Vậy thật sự chúng ta làm ba mẹ của một đứa bé thì các bạn cứ chứng kiến ra điều này, chúng ta chỉ có một lần trong đời ở cái độ tuổi đó để chúng ta trao cho con những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của chúng ta. Và khi cái độ tuổi đó qua rồi, bé nó đã lớn lên rồi, thì chúng ta không có cơ hội để chúng ta làm cái điều này nữa. Không có cơ hội nữa đâu các bạn ạ. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn bấm số 1 để mình biết, kể cả hai kênh luôn, Facebook và YouTube rồi. Các bạn nên bấm số 1 để mình biết, mình kết nối với các bạn. Bạn nào mà biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên đi để chúng ta cùng nhau biết các bạn. Kết nối, cơ hội mà. Facebook, thế giới online ngày nay nó là như vậy, nó tuyệt vời, nó hay lắm. Các bạn ta nhung ra điều này con mình cái ngày nó mới chào đời đây thì bây giờ bé đã lên gì à? Bé đã lên 6 tuổi rồi. Bé đã hỏi mình những cái câu mà nó rất là tuyệt vời. Ví dụ bé hay hỏi mình lúc xưa thì bi bo, nhưng mà bây giờ bé nó hay hỏi mình ví dụ có cái điều gì đó bé không nói thì mình là bố, là mẹ hay hỏi bé rằng là con có cái điều gì con nói cho ba mẹ nghe đi. Cái lúc thì mình nói, cái lúc thì vợ mình nói. Thì bé như thế nào bé lại hỏi lại những câu rất là tuyệt vời. Bé nói là ba có chắc không? Mẹ có chắc không? Khi con nói ra cái điều đó thì ba mẹ làm cái điều của con không? Các bạn thấy chưa? Con cái chúng ta nó rất là thông minh và nó nói những câu chúng ta không có ngạc nhiên được. Rồi sáng nào mình cũng chờ bé học thì bé nó mới hỏi mình rằng là ba ơi, ba tại sao ba không cho con đi xe đưa rước mà ba lại chở con đi học vậy ba? Các bạn thấy chưa? Những đứa nó lớn mà nó có những cái thắc mắc. Nó có những cái thắc mắc mà chúng ta không có ngờ được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Con chúng ta nó lớn sẽ rất là nhanh. Và liệu bạn đã dành thời gian chơi với con chưa? Liệu bạn đã dành thời gian để giúp cho con chúng ta nó trưởng thành hơn chưa? Hay là ok chưa? Chúng ta hở chút rồi la nó, hay là hở chút chúng ta nạt nó, hay là chúng ta hở chút rồi chúng ta mắng nó. Chúng ta không thể làm bố và làm mẹ nó như vậy được các bạn ạ. Cái câu mà thương cho roi cho vọt á, cái câu đó nó không có hữu ích một chút xíu nào đó. Thương thì chúng ta phải dành cái tình thương. Tại sao đưa thương là cho roi cho vọt? Cái câu đó là nhiều người nói cửa miệng lắm. Thương mà suốt ngày la con. Thương là chúng ta phải trao cái tình thương cho con chứ. Trong con người ai cũng vậy. Con người mình cũng vậy. Con người của các bạn cũng vậy. Chúng ta luôn có cái tính gì? Cái tính Phật, là cái tính lương thiện, cái tính yêu thương trong con người. Nhưng có cái tính gì nữa? Cái tính quỷ, là cái tính nóng giận, cái tính hung dữ, cái tính hung ác. Bây giờ trong con người ai cũng vậy, kể cả các ông thầy tu, ông cũng có hai con người đó trong cái con người của ông. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Thì cái chuyện gì xảy ra? Cái người dạy con khôn ngoan, cái người biết cách dạy con
là hãy dạy cho nó kích hoạt cái tính Phật của nó lên, kích hoạt cái sự yêu thương của nó lên, kích hoạt một cái tấm lòng nhân ái của nó lên, gọi là kích hoạt cái tính Phật của nó lên. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ la con, đánh con, nạt nộ với con, thì các bạn đang kích cái gì ạ? Các bạn kích cái tinh quỷ của nó lên. Mà các bạn nên nhớ, bạn cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta kích cái tinh quỷ lên là chúng ta rất là hung dữ, giữ kín. Cái ông thầy tu mà quỷ ông lên đó, thì ông cũng không kinh khủng lắm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta thương cho nó vậy mà, chúng ta càng đánh nó, chúng ta càng chửi nó, chúng ta càng nóng giận với nó, chúng ta càng la nó, thì cái đứa con chúng ta nó như thế nào? Nó càng kích cái tinh quỷ nó lên. Và các bạn thấy nó rất là nguy hiểm. Một con người mà cái tính quỷ lên nó nguy hiểm vô cùng các bạn à. Chúng ta thương con thì chúng ta hãy dành cái thời gian cho con, hãy nói chuyện với con, hãy trao đổi với con, và hãy chia sẻ con. Bé mình nó lớn nè, bây giờ 6 tuổi rồi, nó có những cái ước mơ của nó. Chúng ta làm một cái người bố phải biết vẽ ước mơ lên cho con, dành thời gian đó không hết, phải giảng dạy cho con nó hiểu những cái ở trường đời này, chứ có rảnh thời gian đâu mà la con, rảnh thời gian đâu mà mắng con. Chúng ta phải trở thành một người dẫn dắt, một người định hướng. Bởi vì nếu các bạn không kịp, con chúng ta nó sẽ lớn, lớn rất là nhanh. Và khi nó lớn nhanh mà cái thân xác nó lớn nhanh mà cái trí tuệ nó không kịp để nó bắt nhịp với nhịp độ của cuộc sống thì nó sẽ bị hụt hơi. Bạn có đồng ý ra điều này? Ok chưa? Và cái tất cả các bạn làm trên này đó là các bạn phải hy sinh thời gian mình cho con cái, chứ không phải chúng ta hy sinh bởi những cái cuộc nhậu, chúng ta không phải chúng ta hy sinh bởi những cái ở ngoài kia rồi về nhà hở chút chúng ta bực mình với con, hở chút chúng ta bực mình với gia đình. Cái điều đó là cái điều không thể. Và chúng ta cần gì ạ? Các bạn dành thời gian cho nhiều cái gì, các bạn cần chia sẻ cái điều gì về cái đứa con của mình, thì cái đứa con chính là cái sản phẩm mà cụ thể nhất của bạn. Đó là một cái tác phẩm mà do chính ai à? Do chính bạn tạo nè. Đứa con nó lớn lên, nó trưởng thành, nó học giỏi cũng là do bạn. Đứa con nó lớn lên, nó thiếu hiểu biết, nó vào đời chập chững là do ai à? Do chính bạn là người tạo ra nó. Hãy dành thời gian nhiều cho con của mình, đó là điều tuyệt vời. Vậy thì mình có một cái công thức để làm cái điều này. Cái phần số 2 mình sẽ chia sẻ cái công thức này. Các bạn chuẩn bị để nghe cái phần thứ 2. Mình uống nước một chút xíu, mình nói liên tục hồi nãy giờ. Mình uống nước một chút xíu. Các bạn nào chưa theo dõi trang Facebook của mình thì các bạn bấm vào nút theo dõi Facebook của mình. Các bạn nào chưa kết nối cái trang YouTube của mình thì các bạn hãy kết nối trang YouTube của mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 43 tuổi, và mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân Bee Training. Vườn ươm doanh nhân Bee Training mình để nó hơi ngược các bạn thấy không ạ? Bee Training. Mình dành một phút quảng cáo nha. Và cái này là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp, đây là khóa học nổi tiếng của mình. Mình thành lập nó năm 2009 và cho tới cái giờ nó đã được 9 năm rồi. Cái đây là cái địa chỉ của trung tâm mình. Cái số điện thoại hotline là 0937939598. Cái trang web là betraining.org. Địa chỉ là 119 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Mình là tác giả của những quyển sách sau. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào mà mong muốn khởi nghiệp làm con đường kinh doanh, mình là người làm kinh doanh từ đó tới giờ 20 mấy năm rồi. Và cái kinh nghiệm của mình, cái cách đi lên, mình là người hai bàn tay trắng, và cái cách đi lên nó như thế nào mình chia sẻ ở trong cái quyển sách này. Bạn nào đó mà muốn khởi nghiệp mà các bạn đọc quyển sách này, bạn học vô số, và đặc biệt là nó truyền cho bạn một cái cảm hứng, một cái cảm hứng nó rất là như thế nào, nó rất là mạnh mẽ. Quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình chia sẻ bạn 101 những bài học trong kinh doanh và cuộc sống, giống như cái bài học mà mình vừa chia sẻ bạn về gia đình đây, nó cũng có trong cái quyển sách này, cũng như những bài học
trong kinh doanh, từng bài học từ 101 bài học các bạn thấy rất là tuyệt vời. Và tất cả những người kinh doanh phải nên sở hữu quyển sách này. Quyển sách thứ ba của mình là quyển sách bán hàng online ngay. Quyển sách này thì đang ở nhà in và sắp về. Khi về thì mình sẽ báo cho các bạn, quyển sách thứ tư là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì là quyển hoàn toàn bằng tiếng Anh, mình bán nó ở nước ngoài. Ngay bây giờ khi xem cái chương trình này, bạn nào sở hữu ngay hai cái quyển sách của mình là cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì cái giá là 210.000. 210.000, nó đúng là cái giá bây giờ. Và cái quyển sách này sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, ở khu vực nào cũng giao được hết. Các bạn chỉ comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao về nhà và free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Free ship, cái free ship là 50k. Và như thế nào các bạn sẽ được add vào cái group. Cái group đó chỉ những người làm kinh doanh thì các bạn mới được vào trong cái group đó. Những người làm kinh doanh thì các bạn vào trong cái group đó. Và chúng ta sẽ tương tác, mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu hơn về kinh doanh ở trong cái group đó. Và các bạn ở gần đây thì các bạn muốn chạy về bên trên đi học, cái lớp miễn phí thì thứ năm hàng tuần nó luôn luôn có. Thì các bạn comment số điện thoại xuống. Tiền các bạn cũng không cần phải giao trước đâu. Khi cái người giao sách tới thì các bạn sẽ gửi tiền cho cái người giao sách đó trên khắp miền đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy comment số điện thoại xuống và nói là tôi muốn mua hai quyển sách rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ mình nói cái phần số 2. Hồi nãy giờ mình nói đó. Mình muốn nói với các bạn nó như vậy nè. Ok, chào bạn Ngọc Tú. Mình lại tiếp tục nè. Vậy thì để mà đạt được cái yếu tố gia đình quan trọng thì bước đầu tiên các bạn phải làm số 1, đó là chúng ta phải làm gương. Lãnh đạo là phải làm gương, bố mẹ là phải làm gương. Nếu các bạn không có cái năng lực này thì các bạn không làm được bố mẹ đâu. Chúng ta phải là người gương mẫu với đứa con của mình. Chúng ta đừng có trở thành một người thuyết giảng. Thuyết giảng thì hay, nhưng mà chúng ta hay đứng ra chúng ta dạy con là con phải làm như vậy, con phải làm như kia, con phải làm như mọi, mà chính các bạn có làm đâu. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Chúng ta đừng có trở thành một người sáo rỗng đối với con của mình. Đừng bao giờ nó như vậy. Lãnh đạo là phải làm gương, đây là điều chắc chắn rồi. Chúng ta nói rằng là con hãy đọc sách, con hãy đọc sách, sách rất là tốt với con. Nhưng mà các bạn có bao giờ đọc sách đâu? Nhà bạn chả có cái quyển sách nào. Chúng ta đừng có bao giờ trở thành một cái người bố và người mẹ theo cái kiểu nó như vậy. Bạn nhận ra cái điều này mà. Chúng ta nói rằng là học hành nó rất là quan trọng đó con. Nhưng mà chính các bạn có học hành gì đâu. Bạn cứ nhận ra điều này. Chúng lãnh đạo là phải làm gương. Chúng ta nói là dậy sớm là tốt. Nhưng mà chính các bạn có dậy sớm đâu. Các bạn nên nhớ vậy. Chúng ta đừng bao giờ trở thành một người rất là sao rộng đối với con của mình. Ngồi xuống thì dạy con đủ điều, nhưng chính các bạn có làm được cái điều đó đâu. Và đó là rồi lại là chúng ta bực mình với con của mình, chúng ta la con của mình. Các bạn thấy là nhà mình có cả một cái tủ sách, có cả một cái thư viện sách. Đây là cái phòng làm việc của mình này, các bạn thấy đằng sau lưng của mình này, các bạn thấy là toàn là hình của gia đình của mình. Các bạn vô ra chưa? Các bạn chờ mình tắt nhạc chút. Tự nhiên nhạc mình gõ đúng cái gì cho nó mở lên. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Đừng có trở thành một người thuyết giảng. Nói là các con lớn lên, các con phải trở thành người như này người kia. Nhưng mà các bạn có dẫn dắt con đâu. Hay hỏi chút là chúng ta như thế nào? Chúng ta la con mình, làm bố mẹ kiểu gì mà dẫn dắt con thì không có. Hở chút là la, hở chút là đánh đập, hở chút thì nạt nộ. Còn dẫn dắt con thì không có, định hướng cho con thì cũng không có, tâm sự với con thì cũng không có. Các bạn nên nhớ, các bạn tưởng rằng đứa nhỏ nó không biết đứa nhỏ nó biết hết. Những cái ánh mắt trẻ thơ đó, nó biết bạn đang mâu thuẫn đối với chính mình hết. Và hồi nãy mình đã nói ngay chủ đề ở đầu rồi. Cuộc đời này tuyệt vời nhất là chúng ta trở thành một người làm bố, một người làm mẹ, đặc biệt
với đứa con của mình. Đó là bạn hãy trở thành một người huấn luyện viên, một người thầy giáo, một người dẫn dắt tuyệt vời nhất cho đứa con của mình. Đó là cơ hội được làm bố làm mẹ, đó là cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc đời này để các bạn làm cái việc này. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Vậy là cái điều thứ nhất là chúng ta để đạt được mục tiêu này thì chúng ta phải làm gương. Và cái cuộc sống nó ý nghĩa lắm. Chúng ta nói rằng là cuộc sống thể dục rất là quan trọng, sức khỏe rất là quan trọng, nhưng chính các bạn có làm gì để cải thiện sức khỏe của các bạn đâu. Mà các bạn có nói với con bạn là sức khỏe là quan trọng, các bạn có thức dậy sớm để các bạn tập thể dục hay không? Các bạn có ăn uống điều độ hay không? Các bạn có chịu ham học không? Các bạn có phải là người chịu đọc sách hay không? Nên là cái số 1 trong cái vấn đề này, đó là chúng ta phải làm gương, không nói không rằng gì hết. Còn các bạn không làm gương được, các bạn bỏ đi cái chuyện thuyết giảng đi. Cái thứ hai, đó là chúng ta phải biết mở mang đầu óc và tư duy cho con. Chúng ta phải biết mở mang. Là người lớn, chúng ta đi trước, chúng ta có nhiều kinh nghiệm, chúng ta trải nghiệm trước, thì chúng ta phải là người gì à? Phải biết mở mang đầu óc cho con, chứ không phải hỏi chút la con, hỏi chút nạ con. Chúng ta phải biết định hướng cho con. Đời chúng ta không giỏi ngoại ngữ thì chúng ta phải như thế nào à? Phải như thế nào các bạn ơi? Phải định hướng cho con. Con phải học giỏi ngoại ngữ. Đừng có làm cho chúng con nó như thế nào à? Nó tệ hơn mình. Và hãy tạo điều kiện để con mình nó giỏi ngoại ngữ. Ví dụ vậy, đời chúng ta chưa ra kinh doanh, chúng ta kinh doanh không có giỏi, thì phải định hướng cho con mình nó ra kinh doanh. Hãy biến đứa con mình nó trở thành một người doanh nhân giỏi mà tử tế. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta nói những câu là mày ra kinh doanh là nguy hiểm, tướng mày mà ra kinh doanh cái gì. Đã mất công nói một câu, tại sao chúng ta nói cái câu kỳ lạ vậy? Tại sao chúng ta nói cái câu kỳ lạ vậy? Tại sao chúng ta không định hướng cho con, không giúp cho con nó phát triển trí tuệ, không giúp cho con phát triển cái tâm hồn của nó, không giúp cho con nó phát triển cái ước mơ của nó, không giúp cho con phát triển cái nhân cách của nó, mà tại sao chúng ta lại trở thành một người vui dập cái ước mơ của con mình? Chúng ta trở thành một người luôn cảnh báo và hù dọa những cái ước mơ của con mình. Chúng ta hãy là người huấn luyện viên và luôn mở mang và dẫn dắt cho con mình. Mình đã nói rồi mà, cuộc đời của các bạn, trách nhiệm cuộc đời của bạn là hãy trở thành một người bố và người mẹ đặc biệt với con của mình. Bạn làm như vậy là cuộc đời bạn nó tuyệt vời rồi. Và cái đó là trách nhiệm. Các bạn hiểu chưa? Bạn phải có trách nhiệm gì à? Dắt con mình nó đi ăn những cái quán ăn ngon, nó khám phá những món ăn rất là tuyệt vời. Bạn có trách nhiệm gì à? Dắt con mình, tại nó còn nhỏ mà. Như ba mươi mình, hàng tuần hàng tháng mình đều dắt bé đi trải nghiệm những cái quán. Bạn có trách nhiệm gì à? Đưa con mình đến những cái nơi gì à? Những nơi có những cái phong cảnh đẹp, đến những đất nước có phong cảnh đẹp, để nó nuôi cái tâm hồn nó trở nên tuyệt vời hơn. Chứ không phải đụng cái gì cũng gì à, cũng ngại, cũng sợ tốn tiền, rồi để cho nó một đống tiền, nhưng mà cái đầu của nó rất là nghèo, thì làm sao nó giữ được cái đống tiền đó? Mình đã nói chúng ta chỉ có một lần trong đời để chúng ta làm cái việc này với cái con của mình thôi à. Chúng ta không có lần thứ hai đâu các bạn à. Khi con trẻ mà nó đã lớn lên rồi á, ok chưa, thì bỏ tay. Các bạn phải có trách nhiệm như thế nào à? Các bạn phải có trách nhiệm nào à? Có trách nhiệm giới thiệu con mình, kết nối với con mình với những người rất là tài giỏi, độc đáo, những người tài năng trong cuộc đời này. Chứ không phải là chúng ta nói như cái câu mà tướng mày làm sao làm quen được người đó, tướng mày làm sao nói chuyện với những người đó. Chúng ta cần phải có những cái cách suy nghĩ vậy đó. Chúng ta cần phải gì à? Dẫn con của mình đi làm quen, đi ăn, đi làm bạn, với kết nối với những người thành công, chính bố mẹ của chúng ta, tại vì con chúng ta nó còn nhỏ. Bạn hãy tập cho nó ngay từ những cái thời nhỏ đó. Hãy trở thành một người luôn huấn luyện viên rất là tuyệt vời
Mọi người huấn luyện viên một cái lịch rất là kín, nhưng mà tuyệt đối chia sẻ, dẫn dắt, giải thích không được la. Cái thói quen xấu nhất của người lớn là hở chút cái la, hở chút cái mắng. Cái đó là cái thói quen vô cùng xấu. Con nó không hiểu thì giải thích từng bước, giải thích từ từ. Là một người huấn luyện viên rất là tuyệt vời của con, là một người lãnh đạo rất là tuyệt vời của con mình. Đó là cái điều thứ hai mà mình chia sẻ cho các bạn. Cái điều thứ hai mình chia sẻ cho bạn. Các bạn thấy điều này hữu ích không? Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống để mình thấy các bạn comment. Các bạn thấy là các bạn đồng học được cái gì, các bạn có động lực gì, thì mình để có mình có động lực mình chia sẻ các bạn nhiều hơn. Các bạn ngồi xem các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn chia sẻ chưa? Và nếu mà bạn đã chia sẻ rồi thì bạn phải tát con mình, tát vợ mình vào để tất cả những như thế nào thì để những người đó họ sẽ cảm ơn cho các bạn. Cái thứ ba là chúng ta phải là người gì tạo nguồn cảm hứng cho con mình, tạo cái động lực tuyệt vời cho con mình. Ok chưa? Bạn phải là người giúp cho con nó có tư duy, có một cái góc nhìn về cuộc sống tuyệt vời. Bạn phải là người làm ra cái việc đó. Con mình nó trẻ thơ làm sao nó biết được. Bạn phải là người như vậy, định hướng cho con có một cái góc nhìn cuộc sống đẹp. Chỉ cho con thấy được cái sự vận hành của trường đời, cái quy luật của cái trường đời này. Ví dụ đúng không? Ví dụ cách đây thôi, khoảng hơn một tháng, thì hôm đó mình chở con mình đi đi học, thì mình nói hỏi con gái của mình rằng, con có biết là một ngày mình có bao nhiêu giờ không con? Con mình mới có 6 tuổi thôi. Bé nói dạ một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ. Cái mình mới nói tiếp, vậy con biết là ba có một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ không? Thì bé nói là ba có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Mình lại nói tiếp, vậy con biết con một ngày có bao nhiêu tiếng đồng hồ không? Bé nói là con cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Mình cứ tuyệt vời. Mình mới nói tiếp, con có biết là hiện tại ba có một ngày hơn 24 tiếng đồng hồ không? Cái nó mới im lặng một hồi đó. Làm sao ba có được ba? Mình nói để ba có tiếng đồng hồ, ba có nhiều hơn 24 tiếng đồng hồ thì ba phải có nhân viên. Các bạn ngộ ra chưa? Tức là mình đang nhận giác con mình á, ba phải có nhân viên. Một người nhân viên làm việc cho công ty của ba thì ba sẽ có 10 tiếng đồng hồ, ba có thêm 10 tiếng đồng hồ nữa. Cứ một người nhân viên làm việc cho ba thì ba có thêm 10 tiếng đồng hồ nữa. Mình nói một cái con số nó chẳng để cho bé nó dễ hình dung. Ba có thêm 10 tiếng đồng hồ nữa. Và ba có hai người nhân viên làm việc thì ba có thêm 10 tiếng đồng hồ nữa, là ba có thêm 20 tiếng đồng hồ nữa. Và ba có ba người nhân viên làm việc thì ba có thêm 10 tiếng đồng hồ nữa, là ba có thêm 30 tiếng đồng hồ nữa. Và ba có 10 người nhân viên làm việc là ba có được tới 100 tiếng đồng hồ nữa một ngày. Các bạn biết chuyện gì xảy ra với bé không ạ? Chuyện gì xảy ra với bé không ạ? Thì bé nó mới nói một điều rất là tuyệt vời. Nó là ba ơi con hiểu rồi. Ba ơi con hiểu rồi. Lớn lên con muốn có nhiều thời gian thì con phải có rất là nhiều nhân viên phải không ba? Mà nói đúng rồi, con hiểu ra vấn đề rồi đó. Bạn hình dung chưa? Chúng ta là người bố dẫn dắt, chúng ta làm ba là mẹ, chúng ta phải dẫn dắt và chúng ta phải dạy cho con chúng ta những cái công thức rất là đơn giản trong cuộc sống đó. Bạn thấy cái câu chuyện vừa rồi nó hay không ạ? Nó hay không các bạn ơi? Hay vô cùng. Chứ không phải là chúng ta là người canh và chúng ta la con, không phải hỡi chút nạt con, không phải vậy. Chúng ta hãy vẽ ước mơ cho con, phải truyền cảm hứng cho con. Con nó làm việc gì được, chúng ta phải như thế nào? Con làm điều này tốt lắm, con rất là tốt, con rất là tuyệt vời. Cái điều này con cần làm tốt hơn nữa, ba biết con sẽ làm tốt hơn nữa. Là một người bố, chúng ta phải là một người làm ba làm mẹ, chúng ta phải chỉ ra được cái cách vận hành của cái cuộc sống này cho con của mình, để khi con nó vào đời
nó không có bị chập chững, nó hiểu được cái quy luật của trường đời nó như thế nào. Và ví dụ như cái chai nước này, đúng không? Bây giờ các bạn mua cái chai nước này bao nhiêu? Là 10.000. Thì các bạn phải dạy cho con mình nó biết là để mua được cái chai nước này thì con phải có được 10.000 đồng đó con mua. Vậy cái 10.000 đồng ở đâu đó con có? Bạn phải chỉ ra được cái vận hành đó. Và để có 10.000 đồng đó chính là cái công sức, đó là mồ hôi, đó là cái sự lao động, đó chính là cái sự trí tuệ của con. Để con mới có được cái 10.000 đồng này. Để con có quý mà nghèo như bé Bobby mình đó. Các bạn nói là nó kêu nó rất là quý. Vậy ai đó bán cho con chai mưa nước 10.000 thì con có mua không? Bé Bobby nó là con không có mua. Hỏi vì sao? Con phải trả giá nó thấp hơn con mới mua. À, bây giờ mà bạn bán cho bé Bobby cái chai nước này 10.000 thì bé nó nói rằng là chú có giảm giá hay không? Các bạn hiểu chưa? Và bạn nói bạn không có, chú không có giảm giá, chú chỉ bán 10.000 thôi. Thì bé nó sẽ nói ra rằng vậy con mua 10 chai thì chú có giảm giá cho con không? Các bạn hiểu chưa? Bạn nói là con mua 10 chai chú không có giảm giá. Vì bé nó sợ rằng là vậy thì khi nào chú giảm giá vậy chú báo cho con biết nhé. Bạn nói rằng là chú chưa nghĩ khi nào chú sẽ giảm giá hết. Thì bé nó sẽ nói rằng vậy thì khi nào chú giảm giá chú báo cho con. Còn hiện tại thì 10.000 con không có mua. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải dạy cho con chúng ta cái cách nó nhìn nhận cuộc sống này, cái cách nó tiếp cận cuộc sống này, cái cách nó như thế nào nó chạm được với cái cuộc sống này thông qua những người học, đó chính là người bố, người mẹ như bạn. Bạn đừng có nhà trường dạy con chúng ta là tuyệt vời, ai đó đang dạy con chúng ta là tuyệt vời, nhưng mình thấy rất là nhiều bậc ba mẹ, rất là nhiều người lớn phó thác cái việc này cho con, cho nhà trường. Không phải, bạn mới là người huấn luyện viên tuyệt vời nhất, bạn mới là người thầy tuyệt vời nhất của đứa con của mình. Thầy cô góp phần thôi, bạn nên nhớ vậy, chứ không phải bạn trở thành người gì làm cho con sợ cái thế giới này, truyền những cái tư duy tiêu cực, cái tư duy giới hạn vào thế giới này, vào trong con người của con mình, truyền cho nó những cái nỗi sợ, truyền cho nó những cái mà nó thấy không khả thi. Mình thấy đầy những người bố, người mẹ như vậy á, liên tục la con, cái này làm sao mày làm được, cái kia làm sao mày làm được, tao không tin mày làm được cái việc này. Các bạn thấy chưa? Chúng ta lại truyền những cái giới hạn cho con mình. Đừng bao giờ lấy cuộc đời giới hạn của chúng ta ra để chúng ta nghĩ rằng con mình nó cũng giới hạn như mình. Bạn đừng bao giờ làm như vậy đó. Tội nghiệp đứa con của mình. Đừng có biến nó thành bản sao của mình. Hãy là trở thành một người truyền cảm hứng cho con. Hãy trở thành một người dẫn dắt con những cái điều rất là tuyệt vời. Các bạn bên kênh YouTube, mình thấy các bạn không có comment gì hết. Các bạn trên Facebook thì nãy giờ mình thấy các bạn cũng hết comment mất tiêu rồi. Tại sao các bạn không có comment nữa? Các bạn thấy chưa? Vậy thì nó như thế nào? Các bạn thấy những gì mình chia sẻ vừa rồi, các bạn thấy các bạn học được cái bài học gì không? Dĩ nhiên đang xem livestream này có một người có gia đình, có một số người không có, có một số người có con, nhưng mà cái đầy những các bạn trẻ chưa có con. Cái chủ đề này nó hợp với những người có con hơn, đúng không? Nhưng mà các bạn mà nghe trước thì sau này các bạn sẽ là rất là khác biệt đó. Mà nói với các bạn nói vậy á, vậy thì nó như thế nào? Nó như thế nào trong này? Vậy thì các bạn đã dành thời gian cho con cái gì? Hằng ngày các bạn nói gì với con của mình? Các bạn có mong muốn mình chia sẻ không? Nếu mà mong muốn thì các bạn comment xuống, các bạn nói muốn. Hàng ngày các bạn phải nói con cái gì các bạn phải luôn nói con vào đầu, phải tiêm vào đầu nó lớn lên, ok chưa? Em đã comment khi thế và xe về từ mình rồi thầy ơi, ok tuyệt vời. Em chưa có con nhưng em vẫn luôn học hỏi và nuôi dạy con, tuyệt vời. Bạn nào có tính cách như vậy thì các bạn rất là tuyệt vời. Hàng ngày các bạn phải nói với con như nào? Phải nói là bố tin con, ba mẹ tin con sẽ làm được những điều mà con muốn. Chào, cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Khảm.
Mình đọc cái câu của bạn Nguyễn Xuân Khảm mình rất là vui, mình tự nhiên mình có cái cảm hứng hơn. Các bạn phải nói những câu, câu thứ nhất mà các bạn phải nói là bố tin con, mẹ tin con, mẹ tin con sẽ làm được những điều mà con muốn. Các bạn phải nói cái câu đó, nói đi nói lại, nói đi nói lại với nó, nói đi lại để nó như thế nào nó bị ấn vào trong đầu của nó. Phải nói đi nói lại. Vậy vì sao vậy? Để khi mà sau này vào cuộc đời, vào trong cuộc sống con mình nó đang đối diện với những cái khó khăn á, thì cái lời văng vẳng trong đầu nó là bố tin con, mẹ tin con sẽ làm được những cái điều mà con mong muốn. Các bạn thấy anh nhận ra điều này chưa? Các bạn làm như vậy để cái niềm tin ở trong đầu đứa con nó rất là quan trọng. Cái niềm tin nó văng vẳng những lúc mà nó muốn bỏ cuộc, những lúc mà nó như thế nào nó không muốn làm nữa, thì bắt đầu nó nghe chính những cái lời bạn truyền cho nó. Có thể là những năm tháng cuộc sống, có thể sau này bạn lớn lên, bạn đã như thế nào bạn đã rìa lìa khỏi cái cuộc đời này rồi, đứa con của bạn nó chỉ còn một mình một thằng nó sống trên đời này, nhưng nó sẽ luôn luôn gì cái lời của bạn dạy nó những ngày đầu đó, bố tin con, mẹ tin con sẽ làm được, cái điều đó sẽ truyền cảm hứng cho con, và con chúng ta nó sẽ lao ra và nó làm những điều mà khi đó mà bạn có dịp bạn nhìn thấy, bạn luôn luôn mỉm cười, bạn rất là hài lòng, bởi vì cái nguồn năng lượng đầu của bạn đó nó như thế nào nó truyền cái nhiệt huyết cho con của bạn mỗi ngày. Đó là cái lời, đó là cái lời mà mình nói là một cái lời nó rất là hay. Đó là cái lời thứ nhất. Các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Các bạn nói là cái bài học này rất là tuyệt vời, cái bài học này rất là hay. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Thảo nhiều. Cái câu thứ hai mà các bạn phải nói cho con mình là con không bao giờ được bỏ cuộc, con không bao giờ đưa quăng cái ước mơ của con vào một cái so sánh gì đó. Con hãy làm cho nó đến tận cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ từ bỏ cái ước mơ của mình. Hãy truyền cảm hứng cho nó. Con đừng bao giờ bỏ cái giấc mơ của mình, của con qua một bên. Con đừng bao giờ bỏ cuộc. Never give up. Các bạn nhớ rằng never give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy đi đến nó, hãy đi đến con. Hãy thực hiện ước mơ của con. Nếu con muốn thì con sẽ làm. Con phải như thế nào Con phải luôn luôn nuôi ước mơ của nó, con phải đi đến cùng với cái giấc mơ đó. Hãy truyền cho đứa con của mình một cái nguồn cảm hứng vô tận từ trong gì từ trong phía bên trong cái trái tim của bạn. Bạn phải là người, mình đã nói rồi, bạn là người huấn luyện viên tuyệt vời nhất của đứa con của mình. Không có ai mà trở thành huấn luyện viên tuyệt vời bằng đứa con của mình hết đó. Bạn phải luôn luôn đó, cái bầu nhiệt huyết của bạn nó phải luôn cháy mỏng đó. Bạn phải đưa toàn bộ cái màu gì đó đến cho đứa con của mình. Bạn nhận ra điều này chưa? Đó là cái câu sai. Bạn là chỉ không ai mà truyền cảm hứng cho con mình tốt hơn mình hết. Ok chưa? Và cái câu thứ ba, cái câu thứ ba các bạn phải nói cho đứa con là khi làm bất cứ điều gì, con phải quyết tâm để con trở thành người xuất sắc. Con phải trở thành người giỏi nhất, con phải trở thành người xuất sắc. Đã không làm thì thôi, và đã quyết tâm làm thì con phải trở thành một người rất là xuất sắc, một người phải rất là giỏi, vừa rất giỏi trong lĩnh vực đó. Các bạn phải truyền cho con cái nguồn cảm hứng đó. Đã không làm thì thôi, mà phải làm thì con phải trở thành một người xuất sắc, một người rất là giỏi, vì con sinh ra để con làm những việc rất là giỏi và những việc rất là xuất sắc. Bạn nhận ra điều này không ? Bạn phải có những cái câu như vậy và nói cho con của mình liên tục, nói cho con của mình. Con đã không chọn làm thì thôi, mà con đã quyết tâm làm thì con phải trở thành một người xuất sắc, một người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Bố tin con như vậy, mẹ tin con như vậy. Các bạn đã cho những cái câu này nó có mạnh mẽ không ? Nó rất là mạnh mẽ. Bạn hãy ghi những cái câu này vô, và nó không ghi, nó chưa thấm, thì bạn phải là người xem lại cái livestream này, xem đi xem lại rất là nhiều lần, thì các bạn sẽ trở thành một cái người đầy cảm hứng. Các bạn sẽ trở thành một người bố đầy cảm hứng. Các bạn sẽ trở thành một người mẹ đầy cảm hứng, để truyền những cái điều tuyệt vời này đến cho con của mình. Và cái câu thứ tư,
mà các bạn phải nói được là như thế nào ạ? Bố, con phải luôn nhớ rằng bố mẹ luôn ở bên con, luôn yêu quý con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn phải truyền cái điều đó đến cho con của mình các bạn ạ. Phải luôn nói như vậy á. Con phải luôn biết rằng bố mẹ luôn ở bên con, bố mẹ luôn ủng hộ con, luôn động viên con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bố mẹ luôn yêu thương con. Bạn còn nhớ chưa? Vậy thì những cái câu nói vừa rồi các bạn thấy nó có mạnh mẽ không ạ? Nó vô cùng mạnh mẽ. Và chắc chắn rằng sau này cái đứa con của bạn á, các bạn phải nói đi nói lại với đứa con của mình, nói liên tục, nói theo năm tháng, nói đến nơi mà nó thuộc nằm lòng trong đầu luôn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và một ngày nào đó khi không còn bạn ở bên nữa, đứa con của bạn nó vẫn như thế nào ạ? Nó vẫn biết bạn rằng bạn luôn ở bên nó, bạn luôn hiện diện ở đâu đó, luôn yêu thương nó, luôn ủng hộ nó, luôn đồng hành với đứa con của mình để nó có cái niềm tin, để nó có động lực để nó làm. Bạn nào mà đạo Thiên Chúa giáo, ok chưa? Bạn Nguyễn Tú Ngọc, bạn Nguyễn Tú Ngọc, cảm ơn bạn rất là nhiều ở bên kênh YouTube. Các bạn sao mình thấy các bạn không comment nữa? Hồi nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều tin mà mình thấy các bạn không. Ok chưa? Cảm ơn bạn Phương Hoa. Mình thấy các bạn không comment nữa. Các bạn comment vào, các bạn nghe, các bạn cảm nhận ra gì, các bạn ghi những cái câu mình nói ra. Thì sau này con bạn nó lớn lên, dù bạn có không còn trên thế gian này nữa, nó vẫn từ cái nguồn cảm hứng đó, vẫn từ những cái bài học mà bạn dạy đó, nó vẫn như thế nào à? Nó vẫn có hình ảnh bóng bạn ở một bên. Mình là người Thiên Chúa giáo, thì không biết bên đạo Phật có cái câu nào tương ứng hay không, tương ứng hay không, nhưng mà bên Thiên Chúa giáo nó có một cái câu rất là hay, rất là hay, là khi Chúa Giêsu làm cái nó có một cái bức ảnh là gọi là ảnh tuyệt ly á, Chúa Giêsu và 12 thánh tông đồ, các bạn hay nhìn thấy ở khắp nơi đó. Và khi Chúa Giêsu nói rằng là ta sẽ đi về trời, chúng ta không sẽ ở với các con nữa, thì các vị thánh tông đồ buồn. Và Chúa Giêsu đã nói một câu rất là hay. Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là cái câu, một cái câu mà nó hay không thể tưởng. Các bạn hình dung chưa? Và cái triết lý đó nó đi liền trong kinh doanh và trong lãnh đạo cũng như trong gia đình luôn. Cái triết lý đó nó nghe hay không thể tưởng các bạn ơi. Nó như thế nào trong lãnh đạo á, đúng không? Khi bạn rời ra khỏi cái văn phòng, bạn ít đến cái văn phòng, thì nhân viên của chúng ta nó như thế nào nó như gì? Nó như mất đi một cái vị thủ lĩnh tinh thần đi. Và khi bạn biết cách á, thì cái người nhân viên của bạn họ biết gì họ biết dù bạn không có ở cái văn phòng này, nhưng nó vẫn là cái nguồn cảm hứng để cho nhân viên nó làm, để nó mới định hướng được. Các bạn thấy các cái tiệm bánh của KFC mà có cái hình ảnh của ông KFC đó, dù ông đã mất rồi, ông cũng còn sống nữa, nhưng mà chính cái hình ảnh của ông KFC đó nó tạo nguồn cảm hứng cho cả cái nguồn máy của cái tổ chức đó. Trong gia đình của bạn cũng vậy, khi chúng ta dạy con cũng cũng vậy. Khi bạn nói rằng bố mẹ luôn tin con, bố mẹ luôn yêu con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì cái điều đó nó ở trong lòng đứa con của mình. Và sau này bạn có già đi, bạn có lớn đi, bạn có mất đi, bạn có xuống lòng đất đi, thì chính cái gì cái nguồn cảm hứng đó nó sẽ theo con bạn suốt cái cuộc đời này. Và chắc chắn một ngày nào đó
một ngày nào đó, ok chưa? À, cái sự thành công của con bạn, nếu mà bạn còn sống thì đứa con của bạn nó sẽ tới nó như thế nào à? Nó sẽ nói với bạn rằng con rất là cảm ơn ba mẹ, vì ba mẹ đã luôn ở bên cạnh con, đã luôn động lực của con, đã luôn truyền cảm hứng cho con để con có những cái bước đường đi rất là tuyệt vời trên con đường này, đúng không ạ? Và nếu mà bạn đã mất rồi, bạn đã nằm dưới mộ rồi, thì con bạn nó sẽ quỳ trước nấm mộ bạn á, nó nói thành công của con ngày hôm nay đó chính là gì ạ? Đó chính là cái sự dẫn dắt của ba mẹ, cái sự truyền cảm hứng của ba mẹ, và chính cái nguồn cảm hứng này, bạn hình dung ra điều này chưa? Con mới đủ mạnh mẽ, con mới đủ năng lượng, con mới vượt qua những cái khó khăn, những cái chông gai trên cái hành trình cuộc đời này. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái này là cái mà cái gốc gác, cái mà tại sao chúng ta biết rằng cái gia đình là cái quan trọng. Cuộc đời là mẹ, cái cuộc đời là ba là mẹ, là cuộc đời mà đặc biệt nhất trong cuộc đời này. Và chúng ta không tận dụng cái cơ hội này đó để chúng ta làm cho nó trọn vẹn thì chúng ta đã bỏ mất một cái cơ hội quý giá trong cái cuộc đời này. Đó là lý do vì sao mà mình nói là cái buổi live stream tối hôm nay nó vô cùng quan trọng. Và bạn nào không xem cái live stream này được từ đầu tới dép á, thì rõ ràng bạn đi bỏ mất đi một cái giây phút nó rất là quan trọng. Và bạn nào mà không chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để các bạn nghe đi nghe lại, và các bạn không chịu cho những người thân bạn bè mình nghe cái live stream này, thì rõ ràng bạn đang có một cái thiếu sót gì rất là lớn. Mình nói là cái buổi tối này là cái buổi tối rất rất là đặc biệt. Mình nói về một chủ đề nó rất là đặc biệt. Đó là chủ đề chúng ta thấy cái gia đình nó có quan trọng hay không. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã dành thời gian xem live stream này. Bạn nào muốn tương tác với mình sâu hơn thì các bạn mua hai cái quyển sách của mình. Quyển sách Vượt Biển Lớn, cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và sách sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào muốn tham gia các khóa học kinh doanh của mình thì tối thứ năm hàng tuần, các bạn như thế nào, các bạn tham gia cái lớp học miễn phí. Cảm ơn bạn Tuấn Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn các bạn bên kênh Facebook, cảm ơn các bạn bên kênh YouTube. Các bạn hãy như thế nào hãy đăng ký vào cái kênh của mình, và mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái bài học trong cuộc sống mà mình ngộ ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Bye bye các bạn.